tiếng gì nhỉ? Tiếng la hét à? Ủa các bạn ơi, nhìn kìa, cái con gì màu tím tím nó đang đuổi theo một cái xe ô tô kìa. Dạ ôi, cái mồm con này nhiều răng thế, nó lại còn đuổi cả người nữa kìa. Help me. Ui, không được rồi, con này đáng sợ quá cậu ạ, mình phải tìm cách trốn thôi. Đau quá, nhưng mà không sao. Ui, cái bạn gấu bông này vừa dễ thương lại vừa hiền lành. Hay là chúng mình làm bạn với nhau đi. Tớ là Trang Kadi. Cậu chồng cũng rất dễ mến và dễ gần đấy. Vậy thì chúng mình làm bạn với nhau nhé. Ok, vậy thì chúng mình cùng làm bạn với nhau nhé. Đi thôi, tớ sẽ dẫn cậu gặp một người bạn khác của tớ rất là thân luôn. Bạn ấy tên là Nhi. Here we go. Đa đang đau chân thì chớ, lại phải đi đường vòng, đi đường xa. Tất cả chỉ tại cái con quái vật màu tím tím ấy thôi. Đau quá. Ôi, cái chân của mình càng ngày càng sưng to rồi. Phải mau chóng về nhà bôi thuốc thôi. Đi nhanh lên, bạn gấu bông tím ơi. Ồ, kia rồi. Bạn Nhím kia rồi. Nhím ơi, cậu đi đâu? Mà sao trông cái chân cậu buồn cười thế? Trang đi à? Đúng rồi. Chân tớ hôm nay bị đau. Ôi, buồn thế. Nhưng mà không sao, hôm nay tớ sẽ giới thiệu cho cậu một người bạn mới, cực kỳ xinh, dễ thương, lại dễ gần luôn. Cậu người tím ơi, lại đây đi. Bạn à, hôm nay bạn Trang lại có các bạn. Lại đây nào. Wow. Đấy, cậu ấy đang đi đến rồi đây này. Trời ơi, sao cậu lại làm bạn với cái người tím này? Ui, cái con quái vật gì này, nó ghê. Vì nó mà tớ phải đi đường vòng sao là xa đây. Nhau ơi, cậu tránh xa nó ra. Ồ kìa, bạn người tím này là bạn tớ vừa mới quen đấy. Cậu ấy dễ thương lắm. Cậu làm sao thế? Cậu ấy đâu phải là quái vật hay là cái con gì ghê gớm lắm đâu mà cậu phải sợ. Không phải đâu, lúc nãy tớ nhìn thấy cái con quái vật người tím này, nó còn đuổi theo cả xe ô tô, đuổi theo cả người cơ, ghê lắm. Chắc chắn là cậu nhầm rồi. Đây này, cậu lại đây mà nhìn. Tớ hiền lắm, tớ có đuổi, có đánh, có cắn ai bao giờ đâu. Chắc là cậu nhận nhầm rồi. Thấy chưa, cậu ấy nói rồi mà, cậu không tin à? Chắc là cậu nhầm rồi. Cậu lại gặp ai giống cậu đấy đúng không? Rõ ràng là cũng màu tím, trong người cũng bông bông như thế này mà. Ôi thôi đúng rồi, cái con quái vật vừa nãy nó có một cái bộ răng nhọn hoắt cơ. Cậu thì lại không có. Mới cả cái con quái vật kia, tớ nhớ hình như là cái mắt nó màu đỏ. Còn bạn người tím thế này đúng là không có mắt màu đỏ thật. Ui, ui, người bạn này mềm thế. Cậu ý là gấu bông đấy. Trông dễ thương thật. Đúng rồi, chắc là tớ nhầm rồi. Bạn này dễ thương thế này cơ mà. Vậy thì bây giờ chúng mình làm bạn với nhau đi. Ok bạn luôn bạn. Bây giờ bọn mình trở thành bạn nhá. Ok. Nhưng mà Trang ơi, hey, you. Bạn bè là không được ăn mảnh đâu nhá. Tớ nhìn thấy cậu cầm cái gì trên tay kia. Cái này á, đây là một loại đồ uống mới đấy. Tớ mở ra cho các bạn nhà mình cùng xem nhá. Màu tím luôn. Cậu biết tên gọi của nó là gì không? Tên là cái gì? Green Muskrat. Đưa đây xem nào. Thơm thế. Có vị kem kem bơ bơ. Có vị Việt Quất hay sao ấy. Đúng rồi. Mâm xôi làm toàn bằng kem đấy. Nó mới ra cái màu tím như thế này này. Ui, cái này ngon lắm. Chắc cậu cũng uống chán rồi. Cho tớ uống hết nhá. A few moments later. Còn thế. Sao cậu lại uống hết nước của tớ? Cậu không phân tớ à? Bạn người tím ơi, tớ xin lỗi, tớ lỡ uống hết rồi. Ngon quá. Thôi, để bảo bạn Trang về làm cho cậu. Ôi, Trang ơi, cái này, cái bạn người
tím này vừa xoay một vòng. Bây giờ biến thành cái con quái vật tím mà lúc ấy tớ nhìn thấy rồi đây này. Ôi, đúng thật nhỉ mày. Bạn ơi, bây giờ bạn ấy biến thành cái con gì? Trông đáng sợ quá. Nhìn răng kia, mắt kia, đỏ lừ, trông như một con quái vật ăn thịt vậy. Giả nước cho ta đây. Ôi, ôi, ôi. Trang ơi, không ổn rồi. Anh ơi. Trốn ở đây nhìn ơi. Ui, con quái vật đấy nó chạy đi rồi. Sao tự nhiên cái con này, cái này xoay một vòng rồi nó biến thành đáng sợ thế nhỉ cậu nhỉ? Đấy là bởi vì cậu hút hết nước, không cho cậu ấy uống cùng đấy, nên là cậu ấy mới nổi giận như vậy. Không cho uống thì về nhà cậu làm thêm là uống được mà. Tại sao lại phải nổi giận như thế? Nhưng mà tớ trông cái bạn này cứ quen quen. Cái này của cậu đồ uống tên là gì đấy? Cream Mushroom. Món này đang hot đây, hơi bị nổi tiếng trên mạng luôn. Mà cậu không biết à? Có, tớ nghe qua rồi. Thứ đồ uống màu tím đúng không? Đúng rồi. Cái gì vậy? Tớ nhớ ra cái con màu tím lúc nãy rồi. Nó cái tên là Cream Mushroom đấy cậu ơi. Nó chính là con quái vật đồ uống màu tím này này. Quái vật đồ uống á? Lần đầu tiên tớ nghe thấy á. Thế nên khi mà nó không được uống cái đồ uống này này, nó mới nổi giận, nó biến thành như thế cậu ơi. Vậy thì bây giờ chúng mình phải làm thế nào để cậu ấy trở lại bình thường vậy? Con quái vật này ấy, cứ khi nào nó được uống cái thức uống màu tím này là nó sẽ trở lên dễ thương cậu ơi. Nhưng mà khi nào mà nó hết nước ấy là nó lại biến thành con quái vật. Thế chính vì vậy mà bọn mình phải cho nó uống nước thường xuyên thì nó mới dễ thương chơi được với bọn mình. Cho uống nước thường xuyên mà lại còn thứ nước màu tím nhá. Cái này tớ làm được. Làm được. Cái này á phải mua ở hiệu đồ uống đây. Cậu làm gì có nhiều tiền thế mà cứ suốt ngày mua đồ uống cho cái con màu tím này. Cái này là tớ tự làm ở nhà mà. Wow. Tớ làm á? Tớ tự pha chế được luôn. Không tin, bây giờ tớ sẽ dẫn cậu về nhà để pha chế cái đồ uống ấy nhá. Đầu tiên ý, muốn pha chế cái loại nước này thì chúng mình cần phải có sữa. Mở lắp ra, đổ một hộp sữa vào. Sữa này tớ lấy của em Cam đấy. Cho sữa vào bên trong cái máy xay này nhá. Nhưng mà tớ nhìn thấy cái đồ uống của cậu nó màu tím tím cơ mà, còn sữa này là màu trắng. Muốn có màu tím á, rất đơn giản thôi. Ở đây tớ đã chuẩn bị rất nhiều đồ màu tím rồi. Đây là những que kem, bên trong có màu tím đấy. Xé ra này. Đấy, đúng là màu tím luôn rồi. Màu tím. Bây giờ chúng mình sẽ chỉ lấy cái phần màu tím này thôi này. Sau đó cho vào bên trong máy xay sinh tố. Tiếp theo tớ sẽ cho một loại kem nữa, cũng có màu tím. Ta-da. Que kem này á thì màu tím từ đầu đến cuối luôn. Cho vào bên trong máy xay sinh tố này. Tớ nghe nói cái đồ uống này nó còn có cả vị dâu tây nữa, vị hoa quả cậu ơi. Dâu tây thì tớ lấy từ que kem này. Thế cái còn quế dâu tây à? Đúng rồi, hoa quả thì có rất nhiều ở dưới đây. Cái nho này cũng cho ra màu tím được đây này. Đúng rồi, đúng rồi. Bóc que kem ốc quế này ra này. À, cái dâu tây là cái màu đỏ đỏ kia. Wow, rất nhiều màu đỏ luôn. Thơm lắm. Đúng vị dâu tây. Tớ sẽ cho một ít vị dâu tây vào nhá. Vừa có kem vừa có dâu tây luôn. Cho vào trong này. Tiếp đó là sẽ cho một ít hoa quả vào. Một quả này. Hai quả này. Công nhận cái món đồ uống Green Mây Sắc này nó cầu kỳ thật đấy. Được rồi, được rồi. Bây giờ đã đủ nguyên liệu rồi đấy. Đóng lắp lại. Cậu nha, không lắc nữa, sinh tố. Nếu như mà cậu không đóng lắp chặt, sinh tố sẽ vung hết cả ra ngoài luôn đấy. Bây giờ tôi sẽ bật nha. Bật đi sao nào? Bên trong này. Wow. Hey. Đá màu tím rồi, đá màu tím rồi cậu ơi. Hỗn hợp màu tím luôn. Trông cái màu tím này đúng như màu người của cái bạn Green Mây Sắc kia cậu ơi. Để được chưa? Để tớ bỏ ra nhá. Mở nắp ra xem nào. Wow, một màu tím luôn. Cậu đổ ra đây đi. Màu tím đẹp quá cậu ơi. Có cốc nước Green Mây Sắc rồi.
cái bạn người tím kia chắc chắn sẽ trở lại bình thường thôi.